Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt mật khẩu cho máy tính Win 10. Thì đầu tiên các bạn vào biểu tượng Windows Start. Tiếp theo các bạn vào bánh răng Setting. Ở mục này các bạn chọn Account là tài khoản. Các bạn nên chuyển ngôn ngữ gõ về tiếng Anh. Đây mình chọn về tiếng Anh. Các bạn chọn vào biểu tượng chìa khóa Sign In Option. Ở đây các bạn chọn vào biểu tượng chìa khóa Password. Các bạn chọn Add. Ở đây máy tính mình chưa có password, cho nên cửa sổ hiện ra sẽ là hỏi cài đặt password mới. Mình sẽ nhập password của mình. Các bạn lưu ý khi các bạn đặt mật khẩu, nhớ các bạn phải nhớ mật khẩu để lần sau các bạn còn đăng nhập vào. Ở đây các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng cái mắt này để các bạn nhìn cái mật khẩu các bạn vừa đặt. Dòng dưới này là dòng các bạn phải xác thực mật khẩu. Các bạn cũng nhập mật khẩu y như dòng trên. Các bạn có thể bấm vào biểu tượng cái mắt này để nhìn. Dòng password hin này là dòng gợi nhớ để khi các bạn quên mật khẩu các bạn có thể nhìn vào đấy để các bạn nhớ ra cái mật khẩu của các bạn. Ví dụ ở đây mình có thể mình bấm là như này chẳng hạn. Bài học đó, để mình có thể nhớ cái password mình vừa đặt. Tiếp theo các bạn ấn vào Next. Các bạn vào Finish. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt mật khẩu cho máy tính. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi mật khẩu cho máy tính Win 10. Thì cũng tương tự, các bạn sẽ vào biểu tượng Start, rồi các bạn vào Setting. Tiếp theo các bạn cũng vào Account, rồi các bạn vào biểu tượng chìa khóa đây, Sign In Option. Ở đây các bạn vào Password này. Đó, thì máy tính mình đã có mật khẩu cho nên đây nó sẽ là trang G, mục trang G lựa chọn này là có nghĩa là để đổi mật khẩu. Các bạn tích vào. Ở đây các bạn nhập mật khẩu hiện tại máy tính của bạn bây giờ. Tiếp theo các bạn ấn Next. Ở đây các bạn nhập mật khẩu mới. Ở đây là dòng password hin, là dòng để gợi nhớ mật khẩu khi các bạn quên. Tiếp theo các bạn ấn vào Next. Finish. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc đổi mật khẩu cho máy tính Win 10. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ mật khẩu cho máy tính Win 10. Hiện tại giờ máy tính mình đang có mật khẩu. Giờ mình cũng sẽ làm vào Start, rồi vào mục Setting cài đặt. Rồi các bạn lại vào Account. Các bạn lại vào Sign In Option. Các bạn vào Password. Đây các bạn lại tích vào trang G, nghĩa là đổi mật khẩu. Ở đây các bạn nhập mật khẩu của máy tính của bạn hiện tại. Ở đây mục đích của chúng ta là bỏ password cho máy tính. Chính vì vậy cho nên ở đây là dòng New Password, còn ở đây là dòng Xác nhận Password, và dòng dưới này thì các bạn bỏ qua để chúng ta loại bỏ mật khẩu cho máy tính. Rồi các bạn ấn Next. Finish. Ok. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.